Năm 1998, bà Hồ Thị Hoa ở Hoàng Mai, Nghệ An được một người cùng quê rủ ra Thanh Hóa làm việc. Vì thời điểm đó vừa ly hôn chồng lại phải nuôi hai con nhỏ nên bà Hoa nhận lời. Tuy nhiên, hành trình đi làm thuê của người phụ nữ này đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác mà chính bà và gia đình không thể nghĩ tới. Bà Hoa là trước khi mà mất tích là bà có hai đứa con trai. Một cháu là tầm khoảng hơn 10 tuổi, một cháu chứ còn chưa đây 10 tuổi. Nói chung là lúc đó thì các cậu với dì cũng là đi kiếm, cũng cử người đi kiếm. Tại vì lúc đó nhà em thì đang ăn nhỏ, cho nên là chỉ là trông chờ vào dì với cậu. Thì nói chung là cũng đi gửi tìm nó nhiều cách lắm. Nhưng mà nói những mà đi tìm vậy gần như là những thông tin nó không được chính xác, nó mập mờ, cho nên là cũng không có gì là để hy vọng là mình có thể mình kiếm được. Mấy lần là các cháu cứ đòi là làm bàn thờ cho cô Hoa, nhưng mà cô cứ đang hy vọng là đang sống. Thì nói chung là lúc đó thì được tin mất tích thì nhà có hai anh em đang sống chung với nhau. Cho nên thì thằng em thì nó khóc, thì em thì phải lo dỗ cho thằng em nó nín thôi. Nói chung là mình có buồn hay gì thì giờ mình làm chủ mà, thì mình phải gánh vác thôi. Sau vài ngày di chuyển, bà Hoa được đưa đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Và chỉ khi bị bán cho một người đàn ông, bà mới biết mình đang ở Trung Quốc. Sau nhiều lần tìm cách chạy trốn bất thành và nhận lại những trận đòn thừa sống thiếu chết, bà Hồ Thị Hoa đành cắn răng chịu đựng, chấp nhận làm vợ xứ người. Quá trình sinh sống, người phụ nữ này sinh được 5 người con. Điều oái oăm là gia đình nhà chồng không cho bà tiếp xúc gần gũi con. Cứ sinh con chừng 1 tháng là họ tách rời con ra khỏi mẹ. Thương con, nhưng bà đành bất lực. Khó chết à. Mà khi về nhà là họ đưa cho ở rồi mua chuộc rồi sau bắt đầu qua năm 2000 là chưa đẻ đứa con gái ở Mali. Rồi là đâm ra xích mích là ông lại đánh em nhiều. Mà gái không cho liên hệ anh chị em mà sẽ đến nhà. Ông không biết được cái chuyện người nước Việt qua ở bên nước thì lại có khi tiếng nói cũng không được thật nữa. Ông bắt và vắt đánh được. Sau 18 năm sống cảnh địa ngục trần gian với người chồng vũ phu, bà Hoa lâm bệnh nặng, sức yếu chẳng thể làm việc được như trước nữa. Sợ rước họa vào thân, người chồng đã nhẫn tâm đẩy bà ra đường. Bà Hoa thành kẻ lang thang với sức khỏe tâm thần không ổn định. Đi lang thang là cứ theo bờ đường bờ rẻ đã ẩn đến tuổi rồi là ẩn trụ vì đi được đường phố ra rửa là theo ngôi nhà ra vì là phố ở ẩn bờ rẻ của họ là như thế nhỉ. Có đợi trong một hai ngày thôi là trường hợp sẽ con cứ xin được phan chảo về bánh kẹo được ăn ra rửa. May mắn là bà Hoa gặp một người phụ nữ tên Hải cùng quê ở Nghệ An làm nghề buôn bán. Chị này đã đăng hình ảnh kèm thông tin cá nhân về trường hợp bà Hoa lên mạng xã hội Facebook nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm người thân. Anh Quách Hữu Thìn, con trai của bà Hoa ở Việt Nam, lúc này đã trưởng thành và vô tình đọc được thông tin. Năm cuối năm 2018 là đang trong lúc làm việc thì vô tình là lướt lên Facebook là thấy thông tin về mẹ. Khoảnh khắc đầu tiên em mở Facebook lên mà thấy thông tin và hình ảnh về mẹ thì em nhìn vào em thấy là có một chút gì là bờ ngỡ mà nhìn giống nó rất gần gũi. Đọc thông tin ở trên Facebook xong thì là có gọi điện sang cho bên người đăng bài là xác nhận thông tin. Xác nhận thông tin xong rồi mới gửi hình ảnh và video về cho dì Đào xem để xem là có đúng người hay không. Rồi gọi video gửi hình về xong gọi điện thì bảo là đúng người. Rồi lúc đó mới quay sang là điện thoại sang để hỏi cách là làm sao để đưa người về.
Ngay lập tức, anh tìm mọi cách để liên hệ và đối chứng với những người trong gia đình để xác định đó có đúng là mẹ mình hay không. Mà nhìn giống hôm mình ra đúng không? Đúng rồi, lại cút lên 7 giờ. Lúc đầu kêu bà là không giống nhau. Không lập bập. Nó không rõ. Chắc là về đến đây thì nhớ, nhưng mà nói là từ ngoài kia mà về là không biết được. Sao tìm kiếm bao nhiêu năm, tìm kiếm 20 năm vô vọng, không tìm thấy. Một hôm con trai của cô Hoa là cháu Trương, cháu đâu, con trai đâu của cô, bà Hoa là nói, Di ơi, Di xem cái thứ kia trên cái mạng này, Di nhận ra ai không? Nói, mẹ cháu ấy chi? Và lúc đó nó xúc động nó vừa sung sướng, bởi vì biết thì đó là sống rồi. Đó là có cái thông tin, đó là có khả năng là một ngày nào đó sớm nhất thôi. Rồi thì cháu là cái vụt vụt vang vang là mong sớm nhất để có thể sớm ngày nào tốt ngày đấy đưa về. Nói chung là khi cái lúc đó thì nhìn thông tin thì mình thấy đúng. Mà nhìn cái hình thì thấy nó ngờ ngờ, nó có một chút gì nó lay động. Nói chung là lúc đó thì em cũng hồi hộp, em cũng vội vàng lắm, cho nên là em vừa điện xong em đặt liền vé máy bay là để em về. Lúc ở cửa khẩu Tân Thanh là mẹ thì nào nhận ra con, bởi vì lúc đi mẹ đi là con đang nhỏ, đang bé, mà chỉ nhận được chị gái thôi. Kêu nói vì mấy cô nữa là chị gái mình này rồi, có chị gái đây rồi đó. Nhìn ngoài lại đằng sau thì thấy quá giật cái chắc. Ôi, nhìn đằng sau lại nhận được chị. Đằng sau là nói là hai đứa con của em, con thì ôm mẹ khóc, nhưng mà kêu mẹ thì mẹ lịch sự. Không biết nói không được là con mừng đã được gặp anh ạ, được về mừng về niệm anh ạ, lắm mừng lắm đấy, không nhận được sau rồi về ngồi một thôi, về để ý lại rồi mới nhận được. Khoảnh khắc sau 20 năm gặp mẹ thì em nói chung là cảm giác rất vui mừng, cũng rất buồn, tại vì nó có nhiều nhìn vào mẹ lúc đó thì nhìn có nhiều cái lần lộn cảm xúc lắm. Còn cái lúc mà khoảnh khắc mà em trai em lên gặp mẹ thì nó lúc đó thì nói chung là vừa hạnh phúc nhưng có một chút nỗi buồn, thì tại vì là em trai thì lên ôm mẹ khóc kể chuyện tâm sự với mẹ, nhưng mà mẹ thì lúc đó thì cũng chưa biết là nhận ra em trai, thì lúc đó là cảm giác là thấy đường buồn nó hơi nhiều chút. Cháu nhiều cơm đó. Nhiều cơm. Cô uống thuốc không? Hôm trước đưa thuốc cho về có uống không? Có. Ngon không? Có. Có hả? Có nằm mơ gặp ác mà không? Tình trạng sức khỏe thì hiện nay là cũng tốt rồi. Nói chung là chân tay thì cũng bớt đau rồi, da cũng bớt vàng rồi. Đó. Tinh thần thì nói chung là cũng ổn định hơn nhiều rồi. Cũng không bị đêm ngủ, cũng không bị giật mình hay lo sợ như những lần trước mới về. Xa mẹ khi mới lên 10, tìm được mẹ sau gần 20 năm bặt vô âm tín. Dẫu muộn màng, nhưng đó vẫn là niềm hạnh phúc vô bờ của anh Thìn và gia đình. Nhưng với bà Hồ Thị Hoa, hạnh phúc dường như chỉ mới một nửa, bởi năm đứa con bà dứt ruột đẻ ra vẫn còn ở một phương trời rất xa.